Xin chào các bạn. Cuối năm 2020 đó là Yamaha ra cây CLP745. Thì hôm đó Hoàng làm một clip review cũng như là đi giao đàn để cho các bạn xem rồi. Thì đến bây giờ là 2023, mà đầu 2023 thì vị trí là hơn 2 năm rồi. Là bây giờ mình đã có đàn qua sử dụng, thì bên Hoàng đã nhập được trực tiếp từ bên Nhật về rồi ha. Chất lượng rất là tốt, thành ra Hoàng làm thêm một clip về đàn đã qua sử dụng cho các bạn để nhắc nhớ là bên Hoàng đang có cái cây này nha các bạn nha. CLP745 màu R. Khi mua thì bên Hoàng sẽ bảo hành cho các bạn là 2 năm, và dịch vụ của bên Hoàng thì khá là chu đáo. Đó là sự khác biệt của bên Hoàng với những cái bên còn lại mà các bạn phải lưu tâm đó. Thường là bán là sẽ tặng một cái ghế zin, thì tụi Hoàng gọi là ghế zin, tức là ghế đi kèm với cái đàn là ghế chính hãng đó, chứ không phải ghế thường đâu. Nếu mà bên nào bán cho các bạn, các bạn không phải để ý, cái ghế chính hãng nó khác biệt lắm, chứ không có giống như cái ghế Việt Nam đâu. Đấy. Rồi. Bên đây là cái phần điều khiển nha các bạn. Đấy. Rồi về phím đàn đây. Phím đàn thì nó khác cái 735 ở cái chỗ là nó có ốp gỗ nha, gỗ nha các bạn, gỗ. Rồi. Ở bên kia thì ta có nút on off và cái nút volume. Đàn này thì có nắp ruột nha các bạn. Phiên bản 745 thì đã có cái Bluetooth rồi, thành ra mình sẽ kết nối cái này với cái app Smart Pianist, cũng như là kết nối cái đàn và biến cái đàn trở thành cái loa. Đấy, Hoàng cũng đã làm khá là nhiều cái clip nói về vấn đề đó rồi, thành ra cái này Hoàng sẽ không có nói tới cái đó. Là nó có cái rhythm nữa nha các bạn. Có cái rhythm. Cái 735 thì 60W và cây 745 là 100W nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử tiếng cho các bạn xem. Giới thiệu đây là bạn Nguyên. Bạn Nguyên sẽ thay Hoàng đàn cái cây này nha. Clip 745 mới Hoàng đàn nhiều quá rồi, thành ra Hoàng mời bạn Nguyên đàn bài này nha. Nguyên đã đánh cái tiếng piano cơ rồi ha. Bây giờ Hoàng sẽ đàn một cái tiếng piano điện mà điển hình của cái thằng Yamaha này này. Tiếng này rất là kinh điển luôn. Tiếng này rất là hợp luôn. Rồi quay trở về, Hoàng lại đánh tiếng piano cơ.
nhưng mà Hoàng kết hợp với một cái tiếng lót là cái tiếng pet nè. Bây giờ tiếng piano cơ nè nha, bây giờ tắt cái tiếng pet đi. Tiếng piano cơ không đúng không? Rồi tiếng lót nè. Ha. Nghe nè. Đó nó lăng lăng ở dưới. À. Rồi bây giờ Hoàng sẽ sử dụng cái phần rhythm 16 bit nha. Mình sử dụng cái phần rhythm đã ok 7 4 5 đã có đàn qua sử dụng rồi, để chi để mình tiết kiệm chi phí, mình không cần phải bỏ ra khoảng độ 55 triệu để mình có một cây 7 4 5 nữa, mà mình còn một cái lựa chọn nữa, đó là khoảng chừng cái giá nó nằm ở trong link nha các bạn nha. À, thì bây giờ mình đã có đàn qua sử dụng khoảng chừng hơn 2 năm thôi, thì coi chung là nó rất là mới đối với các bạn, và cái chất lượng của nó thì đương nhiên bên Hoàng đã đảm bảo. Và hơn hết là khi mua đàn bên Hoàng là được bảo hành 2 năm với các dịch vụ rất là chu đáo. Các bạn cứ yên tâm. Xưa giờ Hoàng bán đàn á, là có những cái trường hợp nó hư nặng, thậm chí họ đã mua của Hoàng đầu 4 5 năm rồi, có trường hợp mua khá lâu rồi, thì Hoàng thấy cũng tội nghiệp khách hàng đó quá, thành ra là Hoàng vẫn bỏ tiền túi ra để mà Hoàng thay luôn các bộ phận đó, rất là tốn tiền, coi như là cái cây đó Hoàng bị lỗ. Nhưng mà cũng được cái là bên Hoàng đã lựa chọn đàn rất là kỹ rồi, thành ra là những cái trường hợp đó nó rất là hy hữu. Hoàng bán đàn từ 2000 chính thức mở cửa hàng và mở công ty là 2012 đến ngày 2023 là 11 năm rồi các bạn. Nhưng mà những cái trường hợp nặng như vậy là đếm trên đầu ngón tay, nếu Hoàng nhớ không lầm là khoảng chừng 3 đến 4 trường hợp thôi, mười mấy năm mà có 3 đến 4 trường hợp mà bị nặng, và coi như lần nào Hoàng cũng bỏ tiền túi ra Hoàng khắc phục hậu quả cho. Thì cái đó là Hoàng nói, Hoàng nhấn mạnh cái điểm đó là cái điểm mạnh nhất của bên Hoàng ha, bảo hành các thứ rất là chu đáo. Rồi ai cần 7 4 5 và ai cần 7 3 5 có luôn nhé các bạn. Các bạn xem cái clip 7 3 5 của Hoàng ở trên này. Rồi 7 4 5 7 3 5 ai cần mời các bạn qua bên này riêng về nhé. Cảm ơn các bạn, bye bye. Dành cho các bạn nào chưa biết Clavinova là gì thì mình giới thiệu sơ qua nhé. Clavinova là piano điện của hãng Yamaha. Họ lấy cái tên là Clavinova. Thì Clavinova nó có 3 cái dòng chính. Đó là dòng CLP này. Đó là dòng chuyên tiến nha các bạn, CLP series. Dòng CSP thì cái này nó không rõ ràng. Cái này nó có để nó phục vụ cho cái chuyện mà người ta dùng iPad là người ta đọc cái sheet nhạc là các thứ gì đó mà hãng nó cung cấp. Mà mỗi lần mà muốn đọc cái đó thì có vẻ là mình phải mua tốn tiền lắm. Rồi một cái dòng cao cấp và nó có điệu rất hay và tiếng rất hay, giống như cái organ đó, đó là dòng CVP. Rồi bây giờ mình sẽ nói qua cái dòng CLP. CLP mà series 700 á các bạn. Nó có là CLP 725 này. Đó tăng dần nha, 735, 45, 75 và 785. Đó. Thì trong đó là 785 là phiên bản cao cấp nhất, hay nhất, mắc nhất. Rồi phiên bản mà mình review hôm nay đó là 735 và 745.
Đó, hai cây này đã có đàn qua sử dụng và 775 này cũng có đàn qua sử dụng rồi nhé các bạn nhé. Họ có hai cây hình dáng giống cây grand piano là CLP765 và 795, nó đều có chữ GP, có nghĩa là viết tắt của từ grand piano. Đó. Đây các bạn xem qua cái hình này. CLP725 này là cái hình dáng của nó chỉ là tương đương với cái cây IDP rồi các bạn. Đó. Rồi bắt đầu từ CLP735 và 745 này, hai cây này thì kích thước bằng nhau. Đó. Và hai cây này kích thước là to nha các bạn. Ở cái clip CLP675 mà Hoàng làm trước đó đó, là cái phiên bản trước đó, nó chỉ dành cái Grand Tour này này, cái Grand Tour này nó chỉ dành cho cái 675. Đó là nó tương đương 775. Tuy nhiên cái Grand Touch đó nó qua cái đời series 700 là nó áp dụng cho từ 725 luôn rồi, 72, 73, 74, 77, 78 năm đó, đều được có Grand Touch. Nhưng mà trên thực tế nha, có gắn Grand Touch và 725, 735, 745 thì mình cũng thấy bình thường thôi. Cây 675 Grand Touch của nó mới thật sự là đỉnh. Nói chung là giá tiền thấp, đàn nó không sướng bằng cái giá tiền cao. Đó, đơn giản là thế thôi. Được.